Vào thời kỳ ai mà biết sao Công Nguyên được trị vì bởi vua Càn Cua, đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nên vua Càn Cua đã cho sang lại phần lớn mặt bằng của hoàng cung. Các phi tần, thái giám, tu nữ, nô tỳ cũng lần lượt bỏ đi vì không được chu cấp đầy đủ. Lúc bây giờ ở trong hoàng cung chỉ còn lại phú sát hoàng hậu, cao wifi nương nương và rảnh phi nương nương. Đã tới giờ chầu mà chưa có ai tới là sao hả? Dạ bẩm, hoàng thượng đã quên rồi sao? Tất cả đã bỏ đi hết mẹ rồi còn đâu. À, tao quên. Nhưng mà tao vẫn nhớ là còn một mớ mà. Dạ bẩm, đúng là còn một số phi tần, nhưng mà cao wifi nương nương da đau. Bởi vậy cung nữ tỳ nữ đồ này kia nó nghĩ muốn hết rồi hoàng thượng. Mấy cái mặt bằng cao wifi nương nương da đau. Tại vì ế quá dạo này. Cao wifi nương nương da đau hoàng thượng ơi. Dạ bẩm hoàng thượng, cao wifi nương nương chào hoàng thượng nãy giờ kìa. À, miễn lại à, bình thân nàng cứ an cái bàn tọa đi hả. Hoàng hậu nương nương da đau. Hoàng hậu nương nương da đau. Ai cũng biết luôn rồi, ta cũng chóng mặt rồi. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Ừ, miễn lễ. Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Miễn lễ. Hoàng thượng ơi. Ơi. Hoàng thượng à. À. Hoàng thượng. Cái gì? Sao hoàng cung vắng que vậy? Tụi nó đi hết rồi còn đâu. Bây giờ hoàng cung chỉ còn nhúm vậy thôi đó. Ta, hậu, cao wifi, rảnh phi và thằng cu thái giám này. Hey, buồn chán. Ủa, vậy thì không biết rảnh phi giờ này đang ở đâu mà chưa tới. À, rảnh phi hôm nay xin báo ốp. Còn nàng tại sao hôm nay lại đến trễ vậy hả? Bẩm hoàng thượng, thiệt là khổ thân cho thần thiếp quá đi mà. Chỉ tại vì hoàng thượng không có tiền để trả lương cho cái bọn cung nữ đó, tụi nó bỏ về quê hết. Sáng nay thần thiếp phải tự mình thức dậy, tự mình đánh răng, tự mình ủi đồ, ta dậy còn phải tự mình make up nữa. Khổ lắm, thần thiếp khổ lắm, hoàng thượng có hiểu không? Nè muội muội à, bây giờ là lúc khó khăn, chúng ta là những người thân cận của hoàng thượng thì phải san sẻ cùng ngài chứ. Sẵn đây ta thông báo luôn, vì dữ liệu cung của muội quá lớn nên hoàng thượng đã quyết định cho sang lại mặt bằng để kiếm thêm thu nhập. Nên bắt đầu từ ngày hôm nay, muội sẽ chuyển sang tự tử cung ở chung với rảnh phi nương nương. Chúc muội vui. Trời, hoàng hậu làm vậy có sao được trời? Ta thấy được mà. Không được. Được mà. Không. Được. Không. Được. Hoàng thượng à, hoàng thượng vốn biết rảnh phi lười biếng như thế nào mà. Nếu như mà cho thần thiếp qua ở chung với rảnh phi thì khác nào là bắt thần thiếp làm nô tỳ cho rảnh phi chứ. Hoàng thượng minh giám với thần thiếp. À, rồi nàng bình tĩnh. Việc này thì dạ bẩm hoàng thượng, nô tài chợt nhớ ra một chuyện. Có một dân nữ ứng tuyển vị trí nô tỳ full time và đặc biệt không yêu cầu lương bổng, nói thẳng ra là muốn trò nhiều trò đó. Đó, vấn đề của muội muội đã được giải quyết rồi đó, vui chưa? Buổi chầu hôm nay thật là ý nghĩa, có những vấn đề đã được giải quyết, à, vui quá thôi. Bãi triều ha. À, hoàng thượng ơi. Ơi. Tự nhiên thần thiếp thèm ăn cua quá à. Người nghe rồi đó, mau vào bảo ngự thiện phòng phải chuẩn bị món cua rang me để ta và hậu cùng cao wifi dùng bữa trưa ha. Dạ bẩm hoàng thượng, ngự thiện phòng nghỉ hết rồi ạ. Vậy giờ sao? Dạ thì thần làm luôn chứ sao. Mà hoàng thượng ơi, ở trong cung hết cua rồi, không ấy ngày ăn con gì na ná con cua được không? Là con gì?
là con Ba Khía đó. Từ trước giờ ta chỉ nghe con Ba Bà thôi, chứ con Ba Khía là con gì ha? Anh nàng biết con Ba Khía không? À, mùi biết con Ba Khía không? À, con Ba Khía là con gì? À, con Ba Khía nó cũng thuộc họ nhà cua, chắc chắn hoàng thượng sẽ thích. À, vậy thì ta dùng thử Ba Khía ha. Dạ. Ok, Ba Khía triển. Quá đi, cứ như vậy làm sao mà bổn cung sống thọ được chứ. Khôn hồn thì báo lộ diện, bổn cung không có sợ nhà ngươi đâu. Dạ, nô tỳ bái kiến cao vây phai nương nương. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Cái con nha đầu này nè, nó dám làm kinh động tới bổn cung. Cao vây phai nương nương hiểu lầm gà, tại vì nô tỳ mãi mê dọn dẹp cho nên là không để ý. Mong cao vây phai nương nương thứ tội. Khá khen cho mồm miệng của nhà ngươi. Ủa, mà nhà ngươi là ai vậy? Ta chưa từng gặp qua bao giờ. Đây là ai? Anh mà thôi, ngươi tự giới thiệu đi, ta có việc bận rồi. Tối ngày cứ ăn cứ ngủ mà mở miệng ra là bận bận bận, đánh chết chứ bận cái gì. Sao, nhà ngươi là ai? Dạ bẩm vây phai nương nương, nô tỳ là Ngụy An Lạc, là cung nữ mới được tiễn vào cung. Hôm nay là ngày đầu tiên nô tỳ đi làm, có gì sai sót mong nương nương bỏ qua. À, thì ra là ngươi. Thôi, lần này ta bỏ qua cho, nhưng mà lần sau nếu còn cả gan lướt qua lướt lại làm kinh động đến bổn cung thì ta tán cho xéo hán nghe chưa. Dạ nô tỳ biết. À, nhìn mặt mũi tướng mạo của ngươi cũng ngon á, vậy tại sao lại tình nguyện tiến cung để làm cái công việc mà mất lương ai muốn cho nhiều cho vậy? À, chắc chắn là nhà ngươi có âm mưu gì đúng không? Dạ quan cho nô tỳ quá ạ. Nô tỳ vào cung chỉ để làm kiếm tiền gửi về cho gia đình thôi, chứ nô tỳ đâu có âm mưu gì đâu. À, ta không tin. Bổn cung xưa nay nhìn người chưa sai bao giờ, chắc chắn nhà ngươi đang che giấu chuyện gì đó. Nói mau, không nói ta tán cho xéo hán. Nói, không nói phải không? Nói hả? Đưa cái hán này, đưa cái hán này. Dạ bẩm thưa nương nương, thật ra nô tỳ vào đây là có một bí mật rất là quan trọng. Nhưng mà nô tỳ nói cho nương nương biết, nương nương hứa là không được nói cho ai biết nữa nha. Ừ, nhà ngươi cứ nói cho tao nghe, nói đi. Mà nương nương phải nhớ giữ bí mật đó nha. Rồi, tao biết rồi, nói đi, nói lẹ. Mà nương nương chưa có hứa. Rồi, được rồi, tao hứa. Mà nhanh nữa, tao tán tao xéo hán bây giờ. Dạ, bẩm nương nương, thật ra là nô tỳ vào đây để tìm chị gái của mình. Hả? Ngươi vào đây để tìm chị gái của ngươi? Dạ đúng vậy, mong nương nương hãy giữ bí mật nha. Ok, bí mật mày hai đó mình biết rồi. Mà chị của nhà ngươi làm gì trong cung mà vô kiếm? Chị của nô tỳ làm cung nữ ở trong cung, tháng nào cũng gửi tiền về cho nô tỳ, nhưng dạo gần đây không có gửi nữa, cho nên là nô tỳ mới vào đây tìm nè. Thì ra là vậy. Ê mà tao nói nghe nè, nô tỳ cung nữ trong cung á bỏ đi hết trơn rồi, còn ai nó đâu kiếm. Vậy hả? Ừ. Vậy thôi đi về, ở đây làm gì nữa nè. Ở đây là tự tử cung chứ không phải là cái chợ. Muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Mà nếu ngươi muốn ra thì ngươi phải tìm được người thế. Mà luật trong cung á, không có cho nô tỳ với cung nữ xuất cung với bất cứ lý do gì hết á. Ê, chơi gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Vậy nha. Ủa, Rảnh Phi xuất hiện hồi nào vậy? Nô tỳ cũng không biết nữa. Thôi kệ đi.
Nhà ngươi cũng nghe rồi đó, đừng có nghĩ tới việc phải rời khỏi cung này nữa, mà ở lại đây lo chăm chỉ làm việc của mình đi. Còn không á, ta tán cho xéo hán nghe chưa? Dạ, nô tỳ biết ạ. Ừ, giỏi. Nương nương bỏ quên đồ kìa. Ủa, nhà ngươi vô đây để làm cảnh hả? Dạ, để nô tỳ đem vô cho nương nương à. Hảo la. Không biết lời hai người kia nói có đúng không? Chị mình còn sống hay đã chết? Chiếc vòng. Chiếc vòng của chị mình. Sáng giờ mình đi qua đi lại xả rác từ lưa ở đây mà không thấy. Chắc chắn là có người mới làm rớt. Không lẽ chị mình vẫn còn ở trong cung? Làm xong hết chưa mà ra đây tập thể dục? Dạ nô tỳ đã làm xong hết ạ. Nếu không còn chuyện gì nô tỳ xin phép cáo lui ạ. Lần trước mình lộ liễu quá, lần này chắc chắn sẽ không ai nhận ra mình đâu. Ăn là trời. Nhà ngươi làm gì mà trừng kính mít thấy ghê quá vậy? À, dạ bẩm hoàng hậu, à, trời nắng quá cho nên là nô tỳ bịt vậy cho đỡ đen. Mà hoàng hậu hay thiệt nha, nô tỳ bịt kính mít như vậy mà hoàng hậu cũng nhận ra được nữa. Trời đất, sao lại không nhận ra được? Trong cung này còn có bao nhiêu người đâu. Đã vậy mấy bà phi kia đâu có cùng điên mà trừng kính mít như vậy. Dạ. Nhà ngươi trùm kính mít, cử chỉ thì mờ ám, thì khiến cho người ta nghi ngờ. Phải chăng ngươi có điều chi uẩn khúc? Dạ bẩm hoàng hậu, không có chuyện gì đâu ạ. Thôi, ta nhìn ngươi ta biết là có chuyện rồi. Cứ nói đi, ta vốn kính mồm kính miệng, biết đâu ngươi nói ra ta sẽ giúp được cho ngươi. Dạ thôi. Thôi nói đi mà. Dạ thôi. Thôi nói đi. Dạ thôi được rồi. Nhưng mà chuyện này rất là quan trọng. Hoàng hậu hứa với nô tỳ là phải giữ bí mật cho nô tỳ đó nha. Ta hứa. Thật ra mục đích của nô tỳ vào đây là để tìm chị gái của mình. Nhà ngươi nói sao? Hoàng hậu không nghe rõ hả? Nô tỳ nói lại nha. Không phải, đó chỉ là một câu cảm thán thôi, chứ ta nghe rõ rồi. Rồi sao nữa? Dạ hết rồi. Wow, đáng thương quá. Tình cảm của hai chị em ngươi thật khiến ta cảm động. Người đâu lôi ra chém? Quan hậu. Ta chỉ đùa thôi. Quan hậu làm luôn tiền hết hồn à. Rồi nhà ngươi có biết được tung tích gì của chị mình chưa? Dạ chưa. Vậy đi tìm tiếp đi. Nhưng mà quan hậu hứa là không được nói cho ai nghe đó nha. Ta hứa. Nô tỳ xin phép cáo lui. Quan thượng ơi, có chuyện này hết không? Quan thượng ơi. Quan hậu. Ta lại đùa thôi mà. Nô tỳ xin phép cáo lui. Biết làm chi giờ mắc kệ quá nè. Kiếm ai kể.
mất hình tượng hết sức. Ôi, thật là xinh đẹp. Đây chỉ là giấc mơ thôi. Ta không có thật. Không có thật. Thật. Cảm không giác có thật. Rất là thật. Rất là thật mà. Nàng ấy là ai? Mà tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta? Ôi chà, đau cái đầu quá. Ôi chà, trời ơi. Ôi chà. Cậu thích khách à? Mày chết mẹ mày rồi. Thằng nào con nào chơi mất dạy vậy bay? Tiên nữ trong mơ. Chết mẹ rồi. Đứng lại. Lại biểu. Hoàng thượng khai ân, nô tỳ chỉ vô tình đi lạc vô phòng của hoàng thượng, vô tình làm gớt cái khăn làm hoàng thượng tỉnh giấc, mà cũng vô tình lấy cái hộp đập vô đầu của hoàng thượng thôi. Với ta tất cả là cố tình. Hoàng thượng khai ân, mong hoàng thượng khai ân. Cố tình gây thương nhớ cho ta. Thì ra mình đã vô tình làm càn cua chúng tiếng sét ái tình. Nhân cơ hội này mình sẽ dễ tìm ra chị mình hơn. Bình thân đi người đẹp của ta. Anh nào bị làm sao vậy? Nô tỳ bị đau đầu á. Chắc là do cục đá hồi nãy. Ấy da. Ồ, tại cục đá rồi. Bên kia có ghế, để ta dìu nàng qua bển nha. Cái con tiện tiền này đúng là chém sống mà. Đứa nào chém sống vậy tỷ? Thôi má, đâu ra vậy? Thì nãy giờ đi vòng đây chứ đâu. Kìa, coi tụi nó kìa. Trời, tỷ dám kêu hoàng thượng là nó luôn. Lỡ mộng thôi. Nói chung là coi hoàng thượng và cái con tiện tỳ kia kìa. Con tiện tỳ này đúng là chán sống rồi. Ai chán sống vậy? Bẩm hoàng hậu nương nương, là con tiện tỳ kia kìa. Nàng thấy đỡ chưa? Dạ, nô tỳ thấy đỡ rồi. Đa tạ hoàng thượng. À, ta rất rành về bối chỉ tay. À, nàng hãy đưa tay cho ta xem bối nha. Dạ. Ồ, nàng coi, đường sinh mạng rất dài. Cái này là sống dài như quỷ nè. Còn nữa nha, đường học vấn cũng rất dài. Nàng chắc hẳn là một người thông minh, thiên hạ gọi là sống điếm. Trời đất ơi, còn đường tình duyên, nàng xem nè, đứt khúc bạc 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 bạc. Cái này ném về chuyên gia cắm sừng người ta nè. Không vui hả? Không. Thôi. Thôi kìa, hoàng thượng còn nắm tay con tiện tỳ đó vui vẻ nữa. Không lẽ hoàng thượng nó bị nó bỏ bùa rồi hả? Đói bụng quá ta. Nhìn nàng đẹp quá ta quên ăn luôn. Mời hoàng thượng dùng thử. Hạt này là hạt gì? Hạt này có tên giống như là tên của nô tỳ đó. Hạt nô tỳ. Hạt lạc đó hoàng thượng. À, hạt lạc. Dạ. Lạc là cái gì? Là đậu phộng đó. À, đậu phộng, hạt đậu phộng. À, quất thử. Ngon không hoàng thượng? Cũng ngon rồi, nó bùi bùi. Hoàng thượng sao vậy? Trời ơi, cái con tiện tỳ nó còn dám vuốt hoàng thượng nữa kìa. Đã vậy, nó còn dám ngồi sát bên nữa. Chắc vậy. Sao thấy mũi bình thản quá vậy? Không tức hả? Tức chứ.
thì nghĩ cách đối phó đi. Thôi gọi là biết. Ta đã có cách rồi.